Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì ở quê mình gần đang mưa các bạn. Mình đang mưa. Tạnh tạnh nhà mình đi ra ngoài này không quay video được. Trong nhà mình quay thì nó hơi tối. Mình ra ngoài này quay cho các bạn. Mưa thì nó không mưa nữa, sáng thì mưa bay bay. Cái máy thì để gần cho cái tấm bồ lô ấy. Sợ bị ướt máy. Ướt dính nước vào máy lại là hình như lần trước ấy, phải đi chạy lại. Nên là mình phải để máy sát vào trong một tí. Nó cũng không mưa nữa. Nó chỉ có mấy hạt bay bay, sáng mưa thì ướt dần. Đây ngồi chơi, chuyện chơi các bạn. May là nền mình lạc nhà mình ra. Bây giờ gọi là lát rồi nên là nó sạch. Chưa chưa, cái đống này là cái đống đất. Thôi, hồi bẻ, hồi giờ được với tao nhiều mưa sạch. Ok, mình muốn ăn vào quay video các bạn. Nhiều lá. Để vòi dầu. Những cái món này thì trước đi học mình hay ăn, hôm nay mình ăn lại rẻ lắm, tăng 2.000 gói. Rồi là cái gì đây, vị bọc cay đấy. 5 gói rồi. Đây là gì nữa, 7 sắc cầu vồng. Không nhận bên ngoài ta là 7 sắc cầu vồng, bên trong nó gì là hình ảnh băng hương hoạ. Đây là gì đây, tôm ưng. Tôm ưng mi. Tiếng Anh không đọc thử lắm, em mình nhìn nhạy, em mình mua hộ nó biết trong phép ạ. Đấy là mì gạch cua thì giống như nó nào nhỉ? Nó qua đây này các bạn. Đấy. Giờ thì mình sẽ đây. Giờ mình để cái máy nó hơi thấp. À hơi thấy rồi. Ôi, ở quê gì nó rẻ hơn hẳn được ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái do thời tiết thay đổi xong mình nó hơi bị đau họng ấy. Nó hơi bị khàn khàn qua trong cả những hôm qua mình không ra video và hôm qua mình đi xếp cái bất tập kinh tế. Ruộng thì mình đi trong vườn thì bố mình cũng không quay. Mời các bạn. Đây là cái à, cái này thì nó giống như cả là đây gọi là bánh xác cầu vồng, giống như kiểu là cơm, giống như cái miếng mà mình hay ăn 500 một miếng á. Mời các bạn nhá. Kìa ơi. Đâu không? Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ngon lắm. Kìa. Hả? Kìa. Kìa ơi. Rơi đồ mẹ quánh nha. Không. Ngon lắm. Kỳ đến bè mình nó chê. Ngon. Kiểu cái cay đó. Nó ăn ngon. Cái cay cái tê lần nữa. Lâu ăn rồi. Này thì mình vì cho nghe mình vừa cho các bán mình sang ấy đi ăn cỗ hay là rồi đang mưa mưa mình không quay đi ra đường. Mình để được máy cho máy ướt hết máy. Để này cũng ướt hết máy, bạn đang mưa bay bay rồi. Nay thì mình đây các bạn vừa sang ăn ăn một ít thôi, giờ có mỗi 2 gói các bạn, 5 gói hết 3 còn 2, còn 2 gói thì mình nhớ mình quay video được. Mình sẽ ăn một gói này đã nhá, gói dầu thôi, 2 gói ăn tạm mùi cho chuyện các bạn được rồi. Đang hơi bày đầu mình đang vừa phủ này. Mở các bạn ăn ngọt ngon kia. Đây là trà. Ừ.
Hai mình là nhắc đi dạo về đón mẹ mình ạ. Ấn trời kia ơi. Mẹ con. Nó từ từ con từ ngã. Này, kia ơi. Ăn không? Mẹ cầm chừng ạ. Kỳ mình rất là thích đi chơi. Thôi nó cho ăn nhiều cả cay. Nó không ăn, cay nó không ăn. Nằm, nằm mưa con. Này cay. Nó mẹ mình thì còn điên cỡ. Mẹ mình làm gần nhà. Một hai cây rồi. Để mưa lắm. Ăn này cay không? Ăn này mặt lên mụn lắm. Mày bay vẫn ngủ mà lửa. Chưa ăn đâu không? Đấy. Kỳ mình không ăn. Bất tử nó cứ nằm này không ăn. Cay là cay ạ. Ăn không? Mình đi đây hơi lạ lạ nó không ạ. Rồi không? Mình vẫn chưa khỏi ạ. Mụn quá. Con bị đau tê tê đầu ngón tay. Người này hào khi ăn cái này. Sợ ăn thì cay lắm. Mới bày lại. Ơ gì bố? Ừ, đấy. Hành vừa mua. Nhà mình hay chạm người lắm nên là có cái gì mua về ăn đi thẳng với bên giấu mà thẳng là có người đến đấy tán của dù chuyên thế rồi từ xưa ra rồi đang hết rồi tủ lạnh không giữ được nhiệt đang hết thì bây giờ ăn làm chưa nên nào ra hết đấy chứ. Để đấy chưa con ra ăn ngày hết. Để đấy chưa con ra ăn. Băng xả răng nửa mồ thôi. Răng hết tối lại ra là ăn mãi. Ăn một chai rượu.
Ai vậy? Cái các bạn ăn củ dừa cái ấy. Gọi là gì nhỉ? Quả dừa cay và chua, còn bị bỏ cay rồi, còn một gói không ăn nữa, cay ống cả đầu, lâu ăn bởi cái này cay tết cả luôn. Giờ hơn 8 giờ rồi, 8 giờ hơn rồi. Sáng lên quanh làm gì sáng là phải giặt quần áo các thứ là mưa chưa giặt được. Cay quá. Ôi. Cứ xích xa xích xa xích xa. Ai là còn tê tê cái lưỡi cơ. Ăn một cái món này chẳng bồ béo rồi. Học sinh đi học mà hay thích ăn một cái món này. Cày. Nhà học mình hay thích ăn mấy cái này. Bây giờ không thích ăn đâu. Cày ơi là cày. Cày quỷ. Còn món này mình bóc thử là ăn. Thêm một lần cho nó hạ nhiệt. Thơm. Mùi thơm thơm. Thế này cày. Cảm ơn bạn ăn nhá. Cay mặn mặn mặn. Mặn mặn mặn. Mặn mặn. Nước cá. Mặn mặn. Ăn cũng được. Hôm nay còn ngon hơn là cái đồ nội địa được mình mua. Cái đồ nội địa 100 gì ấy. Bị ta dùng á, trò là bên đi, ăn là vị nào, mấy này ăn ngon hơn. Cái này kiểu bánh học sinh á, học sinh chắc chắn này trẻ con. Ăn gì nữa vậy? Không ăn thế đâu ạ. Người đang mưa phùn tranh thủ giặt quần áo với đã. Nhờ mát luôn. Sáng giờ chưa làm việc gì đâu. Tranh thủ làm việc lắm. Nhưng bây giờ mình sẽ kết lại đây thôi. Bạn thấy bây giờ mình hãy cho mình like, share, đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Bye các bạn.